bên nhau khi đó khi nó. Vì đời sinh viên giúp đỡ nhau khi gió mưa to. Cùng cùng điên điên đồ thị mua ở chợ Kim Biên. Tuy trong túi không có nhiều tiền nhưng chơi với nhau không có khi bo. Tuy xuất thân mỗi người khác nhau nhưng trong khu trọ là người một nhà. Nếu như lỡ thằng nào bị đánh còn có anh em giúp lăn hột gà. Tất cả mọi người vì một thì một phải vì tất cả. Muốn cùng nhau sống ngày sung sướng thì phải cùng nhau chịu chung vất vả. Có gì đâu mà lo. Mình học đại học nhưng mà không có học đại. Mình học đại học để tránh xa những thứ độc hại. Mình học đại học nhưng mà không có học đại, tránh xa những thứ độc hại. Còn nếu học sai thì mình học lại. Công nhận á là Hương hiền thiệt. Chứ gặp tôi hả, không có dễ vậy đâu. Không phải, mà nếu mà là tôi á thì sẽ không dễ bị lừa. Thôi kệ, cứ coi như là mình lấy lại được tiền là vui lắm rồi. Tính ra số tiền nó cũng không phải nhỏ đâu nha. Ê, hai đứa kia. Tụi mày phá người khác như vậy tụi mày vui lắm đúng không? Vui lắm đúng không? Tụi muốn gì? Không còn nói nhiều. Mau đưa clip đây. Mau. Không á sao? Bình thường tưởng sếp Tân chỉ chuyên lừa đảo thôi. Ai ngờ còn chơi với giang hồ nữa hả? Ê. Ờ tụi bả cái tối phái người khác đi nghe chưa? Lần sau không có nhẹ vậy đâu. Hỏi vậy mày. Lâm có sao không vậy? Hồi nãy nó đánh mạnh lắm đúng không? Ê à, tôi xin lỗi. Cô cái gì? Thấy tôi giống siêu nhân không? Là sao? Thì tôi vừa bảo vệ cả thế giới đó. Mệt quá. À, tụi này đúng là không coi ai ra gì. Tại tụi nó đánh lén thôi. Chứ cỡ như mấy thằng đó đối với con một cái một. Mày á, con gái con lứa suốt ngày đánh lộn lậu. Đúng rồi á. Con gái gì mà suốt ngày đánh đấm. Bỏ đi. Giờ có tôi rồi. Chị nhỏ chào cậu. Ủa, nghe nói hai người bị đánh hả? Có sao không? Tôi không sao. Nhưng mà Lâm che cho tôi nên là bị đánh nặng lắm. Ủa, vậy Lâm, tụi nó đánh Lâm có nhiều không? Có nặng lắm không? Nãy tôi mới nói là nặng luôn á. Vậy đánh Lâm có đau lắm không? Không gì đâu. Xin lỗi hai người nha. Tại tôi mà. Thôi không có sao đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Mà tức cái á, là bây giờ cái camera nó giữ rồi. Không có bằng chứng cụ thể để thưa nó ra tòa. Bằng chứng đi cậu. Camera hả? Dạ đâu có. Hôm bữa là con nghe An với Lâm nói là con biết là thế nào con cũng bị lừa rồi. Cho nên là con lén con lấy cái bản hợp đồng. Cậu thấy con thông minh không? Giỏi. Này mới đúng là cháu của cậu nè. Không. Bây giờ có bằng chứng nè ha. Đem lên thưa công an. Cho tụi nó ở tù mót gông luôn. Chính xác. Nhưng mà con sợ cái này không có đủ để thưa chú Tư. Thì bây giờ mình có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu. Tại vì thực sự ra thì chú cũng rất là tin tưởng vào cái nghiệp vụ của mấy anh công an. Hy vọng là anh sẽ thu thập thêm được những cái bằng chứng khác và gộp với cái bằng chứng của mình để kết tội tụi nó. Đúng rồi. Tụi nó đánh Lâm vậy sao dễ dàng bỏ qua cho tụi nó được. Anh ơi, anh đứng lại, nói chuyện với tụi em đi. Anh ra tiền đầu tư cho tụi em đi, em không đầu tư ở đâu. Đúng rồi đó. Chúng tôi làm việc theo quy tắc, có ký hợp đồng rõ ràng. Nhưng mà anh làm vậy là lừa đảo rồi. Anh làm vậy, anh không phải anh ác lắm hả? Nè, anh. Nè. Anh trả tiền tụi em đi, anh không trả tiền không? Ê. Tụi mày làm gì vậy? Dạ tán. Tụi chỉ muốn đòi tiền của tôi thôi. Nè. Tao không có chuyện. Tao đưa giải tán là giải tán. Thank you.
Anh Tân biết võ không? Nè nè nè, có chuyện gì vậy? Dạ, hồi nãy mấy người này đánh tụi em á anh. Hên của chị này bảo vệ tụi em á anh. Anh là anh Tân phải không? Có người tố cáo anh về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh người trái phép. Xin mời anh theo chúng tôi về phường để phục vụ công tác điều tra. Mời anh. Để tụi mình đi làm chứng đi. Làm gì vậy hả? Đã thống nhất với nhau là báo mang rồi, sao tự nhiên lên đây vậy? Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Thì biết, nhưng mà An đánh lại ba người đó. Thì biết rõ là hay lắm hả? Có biết là tôi lo lắm không? Mốt An không về nữa. Tại ba người đó đánh Lâm chứ bộ. Tôi không muốn nói nữa. Tự lo đi. Ôi, lo cho tôi đi. Cười vậy nha. Thôi, An hứa thôi này, An không vậy nữa đâu. Rồi. Ai dè. Cái hồi nãy khó hiểu à. Cái gì vậy? Hôm nay mày muốn phải học kỹ á. Không, học kỹ rồi, kỹ hết. Ê, cái đồ án mới khó quá à. Có ai làm được không? Cho tôi mượn chút. Tôi làm rồi nè. Ê, không hổ danh là lớp trưởng. Thôi đi, cũng phải thức mấy đêm mới làm được á. Làm xong cái đồ án này nè, mặt mụn nổi mùm lum. Bà đừng có lo, mấy cái mụn này hả? Nè, bà mua Oneva uống đi, đảm bảo nha là mặt của bà sẽ hết mụn, đẹp như tôi. À, Oneva tôi cũng đang uống cái này nè. Lúc trước á, tôi bị mụn tiết tố nhiều năm á. Xào quá trời thú luôn mà không hết. Giờ uống cái này, mấy bà thấy da tôi đẹp không? Đẹp. Ờ, đẹp thiệt á. Với lại á, con gái tôi của mình á, tới mùa rụng dâu là sẽ hay kiểu bị đau bụng hay là kiểu bị khó chịu đúng không? Mấy bà uống Oneva đi, là những ngày đó nó sẽ trôi qua một cách êm đềm, không có chuyện gì xảy ra. Đúng 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 đúng. Tôi cũng đang xài cái này nè. Xài vài tuần á, là thấy sự khác biệt liền luôn á. Ủa, tính ra sao mấy bà ai cũng biết cái này hết vậy? Điện thoại vẫn kết nối 3G bình thường. Mà sao tôi tối cổ vậy? Phải mua uống liền mới được. Nên mua uống. Để biết sao không? Bà uống rồi bà sẽ không bị mụn nữa. Tới lúc đó bà sẽ tha hồ thức đêm. Có dư thời gian làm đồ án cho. 1, 2, 3. Hợp lý. Đừng có mà mơ. Kéo kiệt. Ủa mà An, hôm qua nghe nói bà phá đường dây lừa đảo đa cấp hả? Đúng rồi. Sao biết hay vậy? Ghê vỏ, kể cho tôi nghe đi. Biết sao không? Mấy bà thì mấy bà biết năng lực của tôi rồi. Mấy người đó chỉ cần cho ngoài bàn tay của tôi, chỉ cần bóp là một cái là chết. Nói vậy thôi, chứ ông giám đốc đâu, ông ghê lắm ở nhà. Cái lúc mà tôi làm ngày đầu tiên á, lúc đó tôi mặc vest đen đàng hoàng, vô ngụy trang như thiệt. Xong cái vô, ông giới thiệu sao biết không? Tôi là ông nha. Tôi là tổng giám đốc của công ty tiền tệ lớn nhất thế giới. Tôi có một chiếc xe mẹt và 3 căn biệt thự Đà Lạt. Tôi bị báo công an bắt vô tù luôn. Hợp lý không? Hợp lý, quá ghê. Vậy mà bà cũng kể. Hô. Hôm nay bà đặt hồ nữa. Ủa không hết hồn hả? Hồ lại đi. Hồ. Hết hồn. Chán rồi. Sao rồi? Nên làm bài được không? Thế gì vậy? Thì đó. Thôi ok ok ok, không cần nói. Chắc là ngày hôm qua có người đi quay về khuya rồi. Không có nhiều thời gian nữa mà để mà ngủ. Phải đi ngủ sớm rồi xong cái sáng ngày hôm sau rồi đi học rồi. Không có kịp thời gian để làm bài. Nè, mấy người ghẹo tôi đúng không?
người ta thi không được là hả đã buồn lắm rồi, không chịu chia sẻ cái nỗi buồn của người ta, còn ghẹo nữa. Tôi phải coi lại mối quan hệ này mới được. Giỡn con xíu mà. Khơi đi được rồi. Nhìn vậy, ai cho nhìn? Chào hai bạn, cho mình hỏi hai bạn có phải là Hải An và Cao Lâm không ha? Mình là phóng viên á, mình muốn xin phỏng vấn hai bạn về chuyện hai bạn đã triệt phá đường dây lừa đảo á. Được phỏng vấn luôn kìa. Cái này phỏng vấn là chắc có lên báo TV hả chị? Ừ, đúng rồi bạn. Chị, nếu mà lên đó xong rồi cho em xin đổi tên được không? Ủa, sao vậy bạn? Cái này là hai bạn làm chuyện tốt á, cho nên là mình sẽ để tên để mà vinh danh hai bạn. Với lại mình cũng đã xin phép hiệu trưởng nhà trường rồi, cho nên là hai bạn yên tâm nha. Ủa, sao vậy? Mình làm chuyện tốt mà. Ví dụ như mình phỏng vấn như vậy, nhiều người sẽ biết tới, người ta sẽ không có bị lừa nữa. Đúng rồi. Nhưng mà... Vậy thôi, nếu mà Lâu không thích thì thôi, khỏi phỏng vấn cũng được. Vậy thôi cũng được. Dạ được chị. Vậy cho mình xin vài phút nha. Dạ. Chào các bạn, đứng bên cạnh tôi lúc này là hai bạn sinh viên Hải An và Cao Lâm. Chào hai bạn. Hai bạn có thể cho mình hỏi là bằng cách nào mà hai bạn phát hiện ra đường dây lừa đảo không ạ? Ban đầu thì mình có nhận được thông tin thì đây là một công ty lừa đảo. Sau đó thì tụi mình đã tiếp cận và tìm chứng cứ từ công ty này. Thì sau điều tra thì tụi mình biết được là công ty này là một công ty kêu gọi đầu tư với hình thức là đầu tư vào những cơ hội ảo. Và cái vốn đầu tư thì cũng không phải là một số tiền nhỏ, nhưng mà những người đầu tư vào thì sẽ không được hoàn vốn lại giống như là hợp đồng đã nêu. Vậy nên là tụi mình đã cố gắng tiếp cận cũng như là trà trộn vào bên trong công ty để tìm ra bằng chứng và lật đổ công ty. Qua câu chuyện này thì hai bạn có muốn nhắn gửi gì cho tới khán giả không ha? Qua câu chuyện này thì mình chỉ muốn nhắn gửi lại khán giả là trước khi mà các bạn muốn đầu tư vào một cái hình thức kinh doanh nào thì các bạn cũng hãy nhớ tỉnh táo và tìm hiểu thật là kỹ càng trước nha. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều ạ. Sao vậy? Bộ Lâm không vui hả? Không có, đâu có đâu. Lâm có gì giấu tôi đúng không? Thiệt ra là Lâm sợ ba Lâm thấy Lâm trên báo á. Trời ơi, tưởng gì. Lâm làm chuyện tốt mà, có gì đâu phải sợ. Ví dụ như lỡ ba Lâm có coi cái clip này đi chăng nữa thì ba Lâm cũng sẽ rất là tự hào. Đúng không? Không có sao đâu, đi về. Mình vào chuyện luôn nha. Ok. Dự án đó thì theo cậu mình nên nhận không? Dĩ nhiên là không rồi. Cái dự án đó mình làm không lợi lai ảnh đâu. Nhưng mà theo tôi thấy á, thì bên công ty mình làm chiến lược cũng hấp dẫn mà. Đây á là cơ hội để mình vươn lên. Công ty là do tôi tạo ra, nên là cậu cứ tin tưởng ở tôi đi. À, mà còn dự án du lịch về miền Tây, tôi muốn hỏi quyết định của cậu. Khoan đã, bây giờ chúng ta sẽ bàn lại về dự án lúc nãy. Dạ, có gì em sẽ làm một báo cáo gửi cho anh. Cậu làm tốt lắm, cứ tiếp tục theo sát cho tôi. Dạ, em biết rồi. Cái thằng ở nhà không chịu ở, đi làm ba cái chuyện gì đâu không à. Chú Tài, cái chuyện tôi giao cho chú kêu nó về đây á, tới đâu rồi? Tôi đã có kế hoạch, hôm nay tôi định bàn với ông chủ. Không cần bàn đâu, miễn sao nó về càng sớm càng tốt. Dạ tôi biết rồi. Ông chủ, đây là báo cáo về cậu Dương.
chủ không cần tức giận. Công ty của cậu Dư mới thành lập, còn non lắm. Nếu ông chủ muốn, tôi sẽ cho nó sập luôn. Không cần đâu, cứ để nó hoạt động bình thường. Chú cứ báo cáo tình hình về cho tôi là được rồi. Đừng xen vào chuyện làm ăn của nó. Tôi biết rồi. Chú có thể đi làm công việc của mình được rồi. Dạ, tôi xin phép. Em à, lấy cho anh chai rượu. Nhưng mà bác sĩ... Anh biết. Uống một vài ly thì có sao đâu. Để em lấy cho anh. Anh là một người cha vô phước mà. Có hai đứa con, một thằng thì đã bỏ nhà đi, còn một thằng thì cũng sắp sửa bỏ công ty mà đi. Chắc có lẽ tại anh sống tệ quá. Anh đừng có nghĩ vậy. Con cái nó lớn rồi, nó cũng có những cái suy nghĩ, cuộc sống riêng của nó. Mình không nên áp đặt cái suy nghĩ của mình vô nó được anh à. Tuy là tụi nó lớn, nhưng anh vẫn thấy lo. Cha mẹ nào mà không lo cho con cái anh? Mình nuôi nó từ nhỏ, rồi nó lớn lúc nào mình cũng không hay nữa. Nhưng anh vẫn muốn tụi nó mãi mãi là những đứa trẻ, để anh được thương yêu, được lo lắng, được chăm sóc cho tụi nó. Thằng Lâm nhìn nó vậy á, chứ nó sống tình cảm lắm. Mỗi khi hay anh bệnh là nó chạy về thăm liền. Cái thằng này hồi nhỏ khó ăn, khó uống, cứ bệnh rề rề hoài. Lúc này nó ra ngoài đường sống, không biết có ăn uống đàng hoàng không. Mà hôm bữa nó về, anh thấy nó ốm lắm. Còn thằng Dương cứng cáp hơn nhiều. Nó ngoan ngoãn từ hồi bé hát rồi. Nó giận anh vì thấy anh lo cho thằng Lâm nhiều hơn nó. Con của mình nuôi, chỉ cần nghe nó thở thôi là mình biết nó cần cái gì. Nhưng làm sao mình nói cho nó biết đây. Anh lo cho thằng Lâm nhiều hơn, bởi vì anh thấy nó còn bấp bênh hơn thằng Dương nhiều. Đứa nào cũng là con hết, cả hai đứa anh đều thương như nhau. Con cái á, thường nó không có hiểu cho mình. Nó thấy anh lo cho đứa nào nhiều hơn thì nó sẽ nghĩ anh thương nó nhiều hơn. Anh kêu thằng Lâm về đây là để phụ với thằng Dương. Hai anh em cùng nhau xây dựng công ty, rồi đùm bọc lẫn nhau. Nếu anh có chuyện gì không hay, anh cũng yên lòng. Anh đừng có quá lo lắng. Bệnh tình của anh á sẽ trở nên trầm trọng nữa đó. Sức khỏe của anh biết mà. Anh chưa mổ bây giờ bởi vì anh chưa thực hiện được tâm nguyện của mình. Anh sợ bây giờ nếu anh mổ, có thể anh không còn gặp em nữa.
Anh hai. Lâu quá mới gặp cái mặt mày à. Tưởng nó mày quên anh hai luôn rồi chứ. Hôm bữa anh em mình mới gặp mà. Anh hai nói gì vậy? Hôm bữa. À. Nhưng mà anh hai nhớ bữa đó mày đâu có nhận anh hai là anh của mày đâu. Sao vậy? À, tại vì hồi lúc em thuê phòng trọ, em nói với Hải An là em ở dưới quê lên. Mà bây giờ Hải An mà biết được em ở đây là chết chắc luôn á. Lớn chuyện đó. Ủa? Mà tại sao lại lớn chuyện? Thì Hải An không có thích bị nói dối. Với lại có một số chuyện xảy ra ác cảm với người giàu lắm. Rồi bây giờ không lẽ là mày giấu hoài sao? Bộ mày định quen con người ta qua đường hay gì? Làm gì có, em quen thiệt lòng á. Nhưng mà chắc em sẽ tìm một thời điểm thích hợp để em nói. Giờ này anh hai sao rồi? Anh hai thì vẫn vậy thôi. Công việc vẫn nhiều. Mà mày coi á, sắp xếp đi về nhà đi. Thứ nhất á, là ba bệnh hoạn nè. Thứ hai á, là về nhà coi phụ công việc nhà nữa. Với lại anh hai thấy cô qua cũng đâu có khó ưa lắm đâu. Cổ tốt, chị thật lòng lắm. Thật lòng mới gì mà thật lòng. Nhìn bả vậy thôi, chứ bả gian hiểm lắm á. Anh hai phải cẩn thận bả. Thì tại vì mày cứ có ác cảm với người ta mới thấy vậy thôi. Hôm bữa bà Hoa gặp em á, bà nói xấu anh hai nè. Nói xấu? Bà nói á là anh hai dạo này chuẩn bị phản bội gì không ba. Xong rồi em chửi bà ăn tăng luôn. Bà đó mục đích cuối cùng á là cái gia tài nhà mình thôi à. Bà cố tình chia rẽ tình cảm anh em của tụi mình đó. Cô Hoa nói đúng mà. Hả? Thì tại vì anh hai có mở công ty riêng. Mày cũng biết đó, tai mắt của ba nhiều lắm, không có làm gì mà qua mặt được ổng hết á. Nên là ổng nghĩ anh phản cũng đúng thôi. Em hỏi cái này chứ không có ý gì nha. Tự nhiên hay mở công ty riêng chi vậy? Cái thằng thì mở để làm, để chứng minh cho ba thấy là anh hai có khả năng. Và chứng minh là không phải lúc nào ba cũng đúng. Anh hai biết tính ông ba gia trưởng gì thôi. Nhiều khi em có ý gì đâu. Mà lỡ như anh hai mở công ty ra riêng vậy á, ông ba biết được thì sao? Anh hai đã làm thì anh hai đã chấp nhận đối đầu với ba. Sao? Sợ rồi hả? Sợ á thì về nhà phụ ba đi. Em tin anh hai. Anh hai sẽ không phản bội ba đâu. Nhưng mà mày nhắm á, mày không về được không? Chỉ là ba chưa mạnh tay với mày thôi. Cho dù ba có làm gì đi chăng nữa thì em cũng không có về đâu. Cứng á thì nhớ bảo trọng nha. Dạ 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 tôi biết rồi ạ, tôi sẽ làm liền ạ. Nhân. Ủa dạ em chào anh. Anh có chuyện muốn nói với em? Dạ có chuyện gì anh cứ nói đi ạ. Tình hình sắp tới có lẽ là anh giảm bớt nhân sự, vậy nên anh gửi luôn em lương tháng này, ngày mai em khỏi đi làm nha. Dạ, có sao vậy anh? Hay là em có lỡ làm sai gì á? Nếu như em có làm sai gì anh nói đi, em sẽ khắc phục á. Không phải, em làm rất tốt. Nhưng mà cho anh xin lỗi. Siêu uống thuốc quá ha. Hèn gì da mới đẹp được như vậy. Chứ làm diễn viên á hả, có mỗi cái mặt này à. Không giữ rồi lỡ ế xô không có tiền, ai đâu nuôi tôi. Thì tôi nuôi cho.
Nuôi nổi không? Tôi ăn nhiều lắm đó. Sợ ăn không hết đó. Alo. Dạ, em là Hải An. Ủa? Nhưng mà mình chốt rồi mà anh. Dạ, em biết nhưng mà... Alo. Alo. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn bên phim Ai Lừa Ai gọi. Người ta nói là hủy vai của tôi rồi. Hả? Sao vậy? Người ta sẵn sàng đền hợp đồng, nhưng mà bên sản xuất phim yêu cầu là cắt tin lại, không có chịu tôi. Thôi Hải An cũng đừng có buồn nha. Coi như mình đi cắt tin lại thôi. Biết đâu mất cơ hội này thì mình có cơ hội khác tốt hơn. Hay là giờ tôi đưa Hải An đi công viên chơi nha. Cho tao lượn siêu tóc nha. Chơi luôn. Hai anh vừa được. Alo, em nghe anh Duy. Ủa, chết rồi. Vậy rồi chừng nào mới quay lại anh? Rồi, dạ em biết rồi. Thì bây giờ vậy chứ biết sao giờ. Vậy chừng nào có lịch anh nhớ nhắn tin cho em nha. Dạ rồi. Bộ có chuyện gì nữa hả? Hôm nay ngày gì á? Bên phim Xóm Nhà Lá người ta kêu là ngưng quay rồi. Không biết chừng nào mới quay lại luôn. Bị sao vậy ta? Đời này còn nhiều trong gai, nào còn đây trên vai. Kiếm bò. Ừ thì chuyện này để mãi lo, giờ bụng con chưa no. Đường đời sẽ còn nhiều chua cay, chặt chặt là mình thua ngay. Đừng ai ngần hay quyết chia nét lên thật to. Đỡ ai bằng ta. 3, 2, 1, 5. Cắt. Dạ chân luôn đúng không? Để chân nhập lại anh. Nãy giờ chắc 5-6 lần. Xa ra. Chỉ là cái lực tay nào. Cung dịch về, cung vừa tới về, cung vừa tới về, chỗ này tắm kiểu... Ba đứa nhảy nữa. Cung vừa tới dịch về, cái này vậy. Đi luôn ơi. Cắt. Đánh người thành không người, dưới đây lấy chú quýt. Rồi vô. Cắt sao anh chạy nè. Hết lực hay là lỗi lực? Hết lực 300. 300 hay là... Để đè, đi đè bên đây. 2. Trăm hai á. Trăm hai cái đâu biết giờ. Đâu á mọi người ơi. Nghèo nghèo. Muốn 200% đúng không? Cưới nào cầm ghế hả? Cưới nào khi nào mới cầm ghế hả? Cái củi được. Bao nhiêu đây người đánh là đau. Anh thay đổi, anh đang đóng lên. Chơi lên, chơi lên, chơi lên. Máy. Quýnh sao, quýnh sao. Tốt bụi rồi. Tốt bụi rồi, quýnh chúng nha. 3, 2, 1, đánh. Đau. Ôi thôi cùng quá. Thôi. Được rồi. Để lại rồi. Thôi, thôi cùng quá. Đó là cái gì? Trời ơi. Rồi, như cái nào nó. Đập cái đầu vô chảo một cái bóp luôn. Sao sao sao. Ai vậy đánh? Chị em này quay sau lưng không có thấy tụi em đâu nên ghém tự che nên sao. Cái lúc mà cái lúc động rồi cái anh cái lúc mà đánh hành động thôi chứ đừng có mạnh quá. Cái tay hoài. Em đau tay này. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi có sao không nha, rồi từ từ cười nha. Từ từ mới cười nha. Trong kịch bản của em đang cười. Nói xong không chịu đi anh ơi. Anh không được dây em chứ. Trời. Vậy là tội lỗi là tội anh đúng không? Rồi đó anh, đó anh, đó anh, đó anh. Đó anh, đó anh, đó anh. Cảm ơn anh. Quay mới.
bị diễn trước rồi á, từ từ thôi, nó ta không đóng cái mặt anh đâu. Hai, một, diễn. Rồi mập vô nè. Cái